Chúng ta cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai các bạn. Xin lỗi, trận thi đấu thứ hai. Cặp đấu giữa Fiso 2 của Long An cùng với TND. Ở trong trận đấu đầu tiên giữa Fiso 1 Long An cùng với TND Academy thì hai đội bóng đã thi đấu rất là kịch tính. Hai đội bóng bất phân cao thấp với tỷ số là 2-2. Hiệp đấu thứ nhất đã được bắt đầu. Fiso 2 của Long An sẽ thi đấu trong trang phục áo trắng quần đen và bảo vệ khung thành ở bên phía tay phải. Còn các cầu thủ TND sẽ thi đấu trong trang phục sắc xanh lá nha các bạn. Và bảo vệ khung thành ở bên phía tay trái theo hướng quan sát của quý vị. Fiso 2 của Long An sẽ ra quân với đội hình số 51 Bảo Khang, số 5 Nhật Hòa, số 7 Đại Dũng, Trương Đại Dũng nha các bạn, đến từ hồ sơ trinh sát, số 10 Thủ Thành Thành Phúc, số 7 Ba Đức Hiếu, số 14 Kiều Linh, cùng với số 21 là Tài Lưu. Ngoài ra trên băng ghế dự bị của Fiso 2 còn có những cái tên như là Bảo Di, Trọng Nhân, Gia Bảo, Thành Danh, Thành Phát cùng với Tấn Đạt. Pha xử lý của Quốc Thiện. Xin cảm ơn Lê Tấn Lộc, bạn Hào Nguyễn. Không đỡ các bạn. Và bóng vừa rồi cũng khiến cho thủ môn Thành Phúc cũng hơi vất vả ha Phúc. Giải đấu lần này của chúng ta với một tiêu chí là giao lưu học hỏi cùng với rèn luyện sức khỏe luôn đặt lên hàng đầu các bạn, đặc biệt là đạo đức. Thầy Tình luôn cắt còi rất sớm và có những lời nhắc nhở cho những động tác thừa hay là các tình huống phạm lỗi không cần thiết. Và buổi sáng thì tại sân NCT Football cũng đã diễn ra giải bóng đá sân 5 người tứ hùng cho các bạn ở lứa U13 với sự góp mặt của 4 đội bóng đại diện cho Bến Tre, đó là TND Academy. Hai đại diện đến từ quê hương Long An, đó là Fiso cùng với Hùng Anh. Ngoài ra còn có một đại diện đến từ quê hương Tây Ninh, đó là Huỳnh Tâm FC. Và chiếc cúp vô địch của giải bóng đá U13 TND Academy đã về tới Tây Ninh rồi các bạn ơi. Không bao nếu rằng TND của anh An Shakiri có thể giữ lại chiếc cúp vô địch của buổi chiều ngày hôm nay ở Bến Tre hay không, chúng ta cùng chờ đợi nha các bạn. Tuần sau thì anh An Shakiri cũng sẽ có một chuyến du đấu tại quê hương Trà Vinh, thành phố Trà Vinh, ở khu Liên hợp Thể thao Trung Ngọc cùng với những người học trò TND Academy. Bì Long đã vào thay cho Phúc Lân gác đền ở phía TND Academy. Quốc Thiện và xử lý của Trọng Nhân. Minh Thông đã được thầy An sắp xếp thi đấu vị trí cầu thủ các bạn.
Buổi sáng này thì Minh Thông đã là thủ thành cho U13 TND. Thủ thành đội trưởng Bi Long. Minh Thông. Minh Nhật. Thành Quy. Quả đá biên tiếp theo dành cho TND. Xin cảm ơn bạn Hầu My, bạn Bitty Nam Long. Một tình huống pha bóng chính xác của official 2. Xin cảm ơn chị Xuân Nguyễn. Ở trong hiệp đấu thứ nhất của trận đấu thứ hai giải bóng đá U14 tranh cúp TND Academy thì thời tiết đã gây nhiều khó khăn so với trận đấu thứ nhất nha các bạn, cho các cầu thủ, đặc biệt là các bạn ở Long An đã phải thi đấu từ sáng sớm cho tới bây giờ. Minh Thông. Bi Long. Minh Nhật. Quốc Thiện. Bi Long. Minh Thông. So với trận đấu đầu tiên thì các cầu thủ TND cũng đã bị giảm sút về thể lực các bạn. Minh Nhật. Huấn luyện viên Asakuri tiếp tục có sự thay máu. Trung trời Thế Đăng và Cá Mạnh Phát sẽ là các cầu thủ được tung vào sân. Cú đá bằng chân phải từ rất xa. Không vào. Thế Đăng vừa được tung vào sân lập tức có cơ hội dành cho mình các bạn. Tuy nhiên thì ở cự ly gần như vậy mà thủ thành Thành Phúc vẫn kịp thời cản phá chìa khóa vào góc dành cho Fiso 2 Long An. Thành Phúc. Cuối cùng thì Thành Phúc cũng đã kiểm soát được tình hình. Vẫn còn Mạnh Phát. Trung Giai. Gia Bảo. Bảo Duy. Lỗi thuộc về TND. Người vừa bị phạm lỗi đó là Bảo Duy.
đoàn quân của Official 2 với sự dẫn dắt của Quốc Trung nha các bạn. Anh Trung liên tiếp có những lời nhắc nhở và sốc tinh thần thi đấu cho đội nhà, một điều vô cùng cần thiết khi mà các cầu thủ trẻ của Long An đang phải thi đấu trên sân khách. Phản công và cho tiền đi. Người vừa cắt bóng đó là cầu thủ mang áo số 51 Bảo Khen. Đã chưa có một pha chạm bóng ban đầu của hai chiếc áo xanh Thế Đăng và Trung Chê. Có Trùng rất là lo lắng cho thủ môn Thành Phúc các bạn. Công Khanh. Wow! Vĩ Thần may mắn đã mỉm cười cùng với các cầu thủ TND ở trong pha bóng vừa rồi các bạn ơi. Nỗ lực đưa bóng vào trong của Công Khanh đã vô tình trở thành bàn thắng. Một tình huống đốt lưới nha. Bàn thắng của Công Khanh sẽ mở điểm số đầu tiên 1-0 cho TND. Công Khanh. Phước Hội cũng đã tung vào sân. Thành Danh. Cú đá chưa thật sự đủ lực các bạn. Mạnh Phát. Vẫn là các cầu thủ phi số 2. Hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua được 13 phút các bạn. Phước Hội. Được chỉ chính xác của Phước Hội. Công Khanh. Không vào. Một đường treo bóng dành cho Thế Đăng. Thế Đăng đã có hai cơ hội trong hiệp đấu này. Có Trung đến từ Official 2 sẽ có sự điều chỉnh đội hình. Mạnh Phát. Quả đá biên dành cho phi số 2. Cách biệt vẫn đang là một bàn. Người ghi bàn thắng duy nhất ở trong hiệp đấu này được tính cho Công Khanh. Trung Chế. Trung Trề muốn tung ra một cú đá bằng chân phải các bạn. Không được, Phước Hội. Mạnh Phát.
và Bảo. Tình huống cắt bóng của Mạnh Phát. Cú đá từ xa, Bị Long đã kịp thời cứu thua. Phước Hội là người phá bóng an toàn. Xin chào anh Sáu Hoài. Đây là những hình ảnh được ghi hình trực tiếp tại ấp Long Hội, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Sân NCT Football nhà anh Sáu ơi. Bị Long. So với trận đấu đầu tiên trước cầu thủ Phi Sơ 1 thì ở trận đấu này TND đã có thế trận tốt hơn. Thành Phúc. Vẫn còn. Công Khanh. Lỗi thuộc về Công Khanh. Bảo Khang sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Bảo Khang. Công Minh Phát. Trung Chê. Phước Hội. Cơ hội đã trôi qua. Nỗ lực đi bóng của Phúc Khang. Có Trung tiếp tục có sự điều chỉnh đội hình. Bảo Khang đã được rút cho ra nghỉ. Quốc Thiện sẽ được trả lại sân. Thế Đăng. Trung Chê. Lỗi đẩy người từ phía sau. Mạnh Phát là người cắt bóng các bạn. Mạnh Phát sẽ mang về một quả đá phờ biên tiếp theo. Không vào. Thủ môn Thành Phúc cần phải tự tin là Hằng Phúc ơi. Các bạn Fiso 2 cùng với TND hãy thi đấu với một tâm lý thoải mái. Không vào. Cú đánh đầu đến từ cá Mạnh Phát. Xin cảm ơn Hoài Bảo Hồ My. Bị Long.
Xin cảm ơn Nhật Nguyên. Bóng đập vào chân của phía sau 2. Thế Đăng. Thành Phúc đã bắt được trái bóng rồi các bạn. Thế Đăng. Xin cảm ơn Nhật Nguyên. Lê Tấn Lộc. Hiệp đấu thứ nhất đã được kết thúc. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về TND. Xin hẹn gặp lại các bạn trong mấy phút nữa. Sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên mà đời. Quay hàng chiều con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao. Tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Thank you.
Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu các bạn. Ở trong hiệp 2 thì các cầu thủ đến từ Fiso sẽ tiếp tục thi đấu trong trang phục áo trắng quần đen và bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Các cầu thủ đến từ TND Academy sẽ thi đấu trong trang phục sắc xanh lá và bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Phước Hội bước sang hiệp 2 thì băng đội trưởng của TND đã được trao cho Phước Hội. Anh Phát Phước Hội, Quốc Thiện, Mạnh Phát sẽ là người thực hiện quả đá biên. Bàn thắng duy nhất ở trong hiệp một vừa rồi được ghi bởi Công Khanh. Vẫn chưa vào các bạn. Tuy nhiên thì trọng tài đã cắt còi. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa tình huống vừa rồi. Cú đá bằng chân phải của Công Khanh. Bóng đã trúng vào đôi tay của Thành Phúc và bật vào khung thành đi ra ngoài. Mạnh Phát. Trọng Nhân. Phước Hội. Thế Đăng. Hậu vệ của Fiso 2 đã kịp thời phá bóng an toàn. Trước trận đấu này đã diễn ra trận thi đấu đầu tiên với sự góp mặt của Fiso 1 cùng với TND Academy. Hai đội bóng đã cân tài cân sức với nhau với số là 2-2. Đây là trận thi đấu thứ hai. Trong hiệp 1 thì thế trận khá cân bằng. Tuy nhiên thì TND đã tận dụng cơ hội tốt hơn so với Fiso 2. Đó cũng là một tình huống đốn lưới nhà các bạn. Đến từ chấm đá phạt góc của Công Khanh. Nguy hiểm. Quốc Thiện vẫn chưa có bàn thắng các bạn ơi. Bàn thắng đã đến rất gần với Fiso 2. Bóng đã chạm tay của Quốc Thiện. Nỗ lực của Quốc Thiện trước đó đã khiến cho bóng đã đến được vị trí của người đồng đội Trọng Nhân. Tuy nhiên Trọng Nhân lại đối mặt với khung thành trống nhưng mà cầu thủ này lại chưa thể đưa bóng vào trong lưới các bạn. Chỉ cần Trọng Nhân có một pha chạm bóng thôi. Chúng ta cùng xem lại tình huống bỏ lỡ cơ hội của Trọng Nhân sau nỗ lực đến từ người đồng đội mang áo số 62 Quốc Thiện. Bóng đã vượt qua được đôi tay của thủ thành Bi Long. Vẫn còn Phước Hội. Vẫn là Phước Hội. Công Khanh. Cơ hội. Và sẽ là bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ đến từ TND Academy. Và người lập công đó là Thế Đăng. Bàn thắng của Thế Đăng sẽ nâng tỷ số lên thành 2-0. Công lớn ở trong bàn thắng vừa rồi phải nhắc đến Công Khanh.
Công Khanh đã có một đường tạt bóng bằng chân phải cực kỳ thuận lợi. Đường chuyền phải nói là như đặt dành cho Thế Đăng. Phước Hội đã bị đau và phải rời sân. Linh Nguyễn sẽ là người vào thay. Linh Nguyễn, pha chạm bóng đầu tiên của cầu thủ vừa mới được thủ môn sân. Xin cảm ơn Lê Tấn Lộc, Trần Anh Học. Bì Long. Có Mạnh Phát, được chuyền của Quốc Khánh. Mạnh Phát. Tấn Lộc đã có lời nhắn là cổ vũ nhiệt tình cho Phi Show 2. Đến từ Phi Show 1. Xin cảm ơn Phước Chùa, Nguyễn Quang Thắng. Phá bóng lên dành cho Phi Show. Tấn Khoa đã vào thay cho Bi Long, bắt gòn phía tiền đi. Đã có lỗi các bạn. Đến từ tiền đi. Thời gian là còn rất nhiều dành cho Phi Show 2. Xin cảm ơn Thanh Sang. Hiệp đấu của chúng ta mới chỉ trôi qua được 8 phút thôi các bạn. Bóng trúng vào hàng rào. Khá nguy hiểm. Thủ thành Tấn Khoa rất là nhạy các bạn. Cảm ơn Phát. Xin chào bạn Mỹ Linh. Trọng Nhân. Mạnh Phát. Linh Nguyễn. Đường trả về hơi khó dành cho Mạnh Phát. Thành Phát. Một góc tiếp theo dành cho Phi Show 2. Linh Nguyễn. Quả đá biên dành cho Trọng Nhân. Đường trẻ bóng hơi sau. Thanh Sang đã có vũ cho Minh Thông cố lên. Linh Nguyễn sẽ là cái tên tiếp theo được cho ra nghỉ. Đội trưởng Đặng Gia Minh sẽ là người vào thay. Gia Minh đang được sự cổ vũ của đông đảo khán giả và đặc biệt là những cái đồng đội phía tiền đi. Và Công Khanh, cháu ruột của Công Vinh cùng với Công Phượng lại tiếp tục tỏa sáng nữa rồi các bạn ơi.
Bàn thắng này sẽ nâng tỷ số lên là 3-0 cho TND Academy. Thành Danh, vẫn là các cầu thủ đến từ phi số 2. Có lẽ là huấn luyện viên An Sakuri mát tay huấn luyện viên Nguyễn Công Thành này các bạn, so với buổi sáng. Và tiếp tục là bàn thắng dành cho các cầu thủ đến từ TND Academy. Công Khanh lại là người lập công. Đây là bàn thắng thứ tư dành cho TND. Thành Phát, Thế Đăng, vẫn là Thế Đăng. Cơ hội dành cho phía sau 2. Phía sau 2 cố lên các bạn ơi, còn Thảo là mình sẽ còn gỡ. Với việc tổ đấu số 2, phi số 2 không có nhiều cầu thủ chất lượng giống như là Tấn Lộc đến từ phi số 1, thì có Trung cùng với những người hợp trò của mình đang gặp một vài khó khăn trước cuộc đối đầu với TND ở lượt đấu này. Tuy nhiên thời gian là vẫn còn dành cho các cầu thủ đến từ quê hương Long An. Gia Minh, Nhật Hoa, pha đẩy bóng hơi mạnh của Công Khanh. Mạnh Phát, được chuyền về cho Công Khanh. Dạ Minh, xin cảm ơn Huy Bồi đến từ Bến Lức. Công Khanh, đã có lỗi. Xin cảm ơn Bùi Nguyễn Ngọc My, Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Hoàng Di, Trần Thảo My, Yến Phi, Di Thức, Hà Bình Khang. Cơ hội có thể dư điểm, tuy nhiên thì hậu vệ của TND đã kịp thời phá bóng an toàn. Mạnh Phát sẽ là cái tên tiếp theo được cho đăng nghỉ các bạn. Bản Khoa, tiếc là cú đá ở tiếng hài của Thành Phát lại đi quá cao.
vẫn còn. Dạ Minh, Thành Phát, khu vực giữa sân vẫn đang là điểm nóng các bạn. Bóng đã đến được chân của Công Khanh, nguy hiểm. Wow! Công Khanh sẽ là cái tên được chọn ở trong trận đấu này rồi các bạn ơi. Một cú đánh đầu đã mang về bàn thắng thứ 5 dành cho TND và Academy. Đến từ Công Khanh. Không phải là Fiso 2 không có cơ hội nha các bạn. Tuy nhiên thì khâu dứt điểm vẫn đang là vấn đề dành cho đại diện của Long An. Những tình huống triển khai tấn công và phối hợp đến được khu vực vòng cấm địa. Một pha phá bóng an toàn của Tấn Khoa. Quả phạt góc tiếp theo dành cho Fiso 2. Thành Phát sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Không vào các bạn ơi. Bóng chưa lăn qua vạch vôi của vòng cấm địa. Khung thành cầu môn của Tấn Khoa. Tấn Khoa đã kịp thời lui về. Ôm bóng ngay trên vạch vôi các bạn. Công Khanh. Vẫn là Công Khanh. Vẫn còn. Rất nhanh. Cuối cùng thì bóng đã đi đúng vào vị trí của Thu Thành phía phía sau 2. Dạ Minh. Wow! Pha làm bàn của cầu thủ vừa mới được tung vào sân luôn các bạn ơi. Và đó cũng là đòn kết liễu dành cho TND.